Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu tới mọi người một cái giải pháp để giúp cho chúng ta tăng tốc cái quá trình gọi là biên tập và hậu kỳ video ở trên cái phần mềm Adobe Premiere Pro cũng như nhiều cái phần mềm biên tập video khác hay là sử dụng cho các cái phần mềm thiết kế đồ họa nói chung đó là một cái sản phẩm bộ điều khiển Toolbox hay chúng ta có thể search với cái tên là Toolbox Neo thì đây là một cái bộ điều khiển nho nhỏ và trên đó nó sẽ chứa đựng rất là nhiều các cái hệ thống phím bấm để giúp chúng ta thay thế các cái phím tắt ở trên bàn phím hay thậm chí là thay thế cái con lăn ở trên con chuột của chúng ta khi chúng ta tiến hành biên tập và hậu kỳ video với cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Thì như các bạn thể thấy ở đây là mình đang có cái mẫu gọi là Toolbox thì cái sản phẩm này nó sẽ có một cái kích thước nói chung là mình thấy rằng là nó lớn hơn cái lòng bàn tay của mình một chút cũng như là cầm nắm nó rất là vừa tay và nó đầm được thiết kế để có thể gọi là chống trơn trượt cũng như chất liệu gọi là uh, chống bám mồ hôi nên là những ai mà bị mồ hôi tay ấy, thì dùng thì cũng yên tâm nó sẽ không bám lên đây nhiều đâu và nó hơi sần một chút để chống trơn và nó có khoảng tầm hơn chục nút bấm cũng như là các hệ thống phím xoay để giúp chúng ta có thể cài đặt những cái phím tắt lên những cái phím bấm này để tăng tốc cái quá trình gọi là chúng ta biên tập hậu kỳ cái video này và nó được kết nối với máy tính của chúng ta qua một cái cổng usb được hỗ trợ đầy đủ cho cả hệ điều hành Mac với hệ điều hành Windows Thì Khi các bạn kết nối vào thì các bạn sẽ có một cái trình giao diện được gọi là Toolbox ở đây. đây Nơi mà nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái phím tắt đang được cài đặt sẵn ở trên cái chiếc Toolbox này Và các bạn sẽ thấy là ở đây nó được cài đặt sẵn bốn cái phần mềm đó là Photoshop này, Lightroom này Premiere cái giao diện chúng ta Editing này và chúng ta cái đó là Premiere uh, giao diện chỉnh màu Cùng với đó thì các bạn cũng có thể thêm vào đây rất là nhiều các cái preset khác bằng cách lên trang chủ của Toolbox có rất là nhiều phần mềm khác nhau luôn để các bạn có thể import vào đây một cách rất là đơn giản và cái phần mềm Toolbox này nó cũng cho phép các bạn được link luôn cái này vào cái phần mềm của các bạn bằng cách click vào biểu tượng đây chọn cái phần mềm đang hoạt động ấn OK thì trong quá trình chúng ta hoạt động chúng ta chuyển đổi phần mềm thì cái bộ điều khiển bóc này nó sẽ tự động chuyển đổi hệ thống phím tắt tương ứng với cái phần mềm mà chúng ta đang mở. Và cái việc gọi là tùy chỉnh cũng như thay đổi các cái phím tắt ở trên bóc này nó rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần click vào là thay đổi được. Đây các bạn chỉ cần click vào thì cái phần mềm này nó sẽ có sẵn rất là nhiều các cái hệ thống phím tắt được lập trình sẵn để các bạn thể nhìn và tìm ở trong cái khu vực này rất là đơn giản thôi. Và có hiển thị sẵn giao diện trực quan bên đây luôn. Nên mình tin rằng bất cứ ai dù là lần đầu tiếp xúc với cái bóc này cũng rất dễ để nắm bắt được cái quá trình tùy chỉnh ở trong cái phần mềm này các bạn thì cần ấn vào đây thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng các cái phím tắt nho nhỏ hiển thị luôn ở đây như là cái phím PlayStation ấy để giúp chúng ta là gì đỡ phải mở cái bảng điều khiển ra mà không sợ quên nút hay là không nhớ nút thì cái chút bóc này nó có cái giá thành loanh quanh vào khoảng về Việt Nam khoảng tầm hơn 5 triệu hơn 5 triệu trong một cái bộ trình điều khiển thực ra thì mình nghĩ rằng nó là một cái giá thành rất là rẻ so với những cái trình điều khiển chuyên nghiệp khác lên tới vài chục triệu cơ còn cao nữa thì cái này rất là rẻ và rất là ok về kích thước cũng như sự nhỏ gọn của nó vậy thì nó giúp mình uh, tăng tốc cái quá trình hậu kỳ với cái phần mềm uh, Adobe Premiere Pro như thế nào thì cái đầu tiên đó là nó giúp cho mình tăng tốc cái quá trình mình cắt thô và xem thô file tức là khi chúng ta tiến hành dựng một cái video ấy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái sót hình như các bạn thấy ở đây mình đang có rất là nhiều cái sót hình chẳng hạn như này thì mình sẽ muốn lấy những cái đoạn nào mà đẹp đoạn nào mà ok thì mình mới lấy thì mình bình thường thì chúng ta sử dụng cái cụm phím tắt là io hay là mắc in mắc out ở trên đây ấn ở trên đây thì với cái toolbox này thì mình có thể sử dụng cái cụm phím tắt ở trên đấy luôn thì các bạn để thấy ở đây mình sẽ có nút play đấy mình sẽ ấn ở đây cái là mình sẽ play được và mình sẽ chỉ việc ấn cụm phím à, bên trái để lấy điểm đầu và bên phải để lấy điểm cuối rất là nhanh chóng rất là đơn giản trong quá trình mình tiến hành dựng thô Ngoài ra thì nó giúp cho mình tiết kiệm thời gian trong cái việc gọi là mình clear in nào ở đây, bình thường mình phải chuột phải clear in thế nào thì ở trong với cái bộ điều khiển toolbox mình chỉ cần ấn phím lên thôi, một phát là mình có thể xóa được toàn bộ những cái điểm gì mà mình đã lấy lúc ban đầu. Nó giúp tăng tốc rất là nhanh cho mình trong cái quá trình mà mình tiến hành cái việc gọi là dựng thô Cái điểm thứ hai đó là cái toolbox này nó cho phép mình gọi là kiểm soát những cái việc gọi là chuyển đổi giữa những cái công cụ ở trong cái quá trình biên tập video đó là chuyển đổi giữa hai cái công cụ chính chúng ta thường dùng nhất trong quá trình hậu kỳ đó là cái công cụ razor tool và cái công cụ selection tool thì đơn giản để chuyển đổi razor tool thì mình chỉ cần bấm cái phím xuống phía dưới thôi là mình đã chuyển đổi qua cái công cụ razor tool như này và muốn về selection tool thì mình chỉ cần ấn một phát là mình đã về cái công cụ selection tool vô cùng đơn giản luôn đấy so với việc gọi là mình phải nhìn ở đây chẳng hạn đấy cùng với đó thì nó giúp cho mình gọi là sử dụng luôn cái phím tắt của công cụ razor tool thay vì là phải chuyển qua razor tool như này để ấn cắt, cắt 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 như này chẳng hạn đúng không đấy như các bạn thể thấy mình có thể ấn cắt, cắt 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 chặt như này thì mình chỉ việc gọi là ấn vào cái phím này xong ấn phím xuống đưa con chuột đến đoạn mình muốn đấy ấn phím xuống cái là nó sẽ cắt đấy nó cắt luôn click vào đâu thì nó cắt đến đấy luôn rất là tiện lợi luôn đấy các bạn chỉ việc click vào cái file các bạn muốn cắt nhé Thưa các bạn cắt này, đấy rất là nhanh chóng luôn cắt cái cực kỳ nhanh gọn trong quá trình edit luôn thay vì là chúng ta phải chuyển đổi sang cái công cụ được gọi là razor tool rồi cắt, cắt 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 thì nó giúp mình rất là nhanh một điểm nữa đó là cái công cụ này giúp cho mình kiểm soát cái timeline trong quá trình biên tập và hậu kỳ video tốt hơn đó là gì chẳng hạn mình có một cái timeline có rất nhiều file như thế này chẳng hạn thì mình muốn gọi là phóng to thu nhỏ thì mình chỉ cần sử dụng một cái con lăn thôi đấy như con lăn trò chuột đấy rất là tiện luôn đấy các bạn thể phóng to thu nhỏ cùng với đó nó giúp cho mình có thể tua nhanh đi đến nhanh từng đoạn bằng cách gì xoay con này đấy xoay con lan này đấy các bạn thấy không đi rất là nhanh luôn và đến được cái điểm mình muốn mà mình không cần phải thu nhỏ cái tham của mình lại đấy mình cứ thế tua thôi tua cực kỳ nhanh luôn đấy kết hợp giữa hai phím này nó giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian trong cái công việc gọi là quá trình hậu kỳ để đến được cái điểm video mà mình mong muốn như này để kiểm soát cái timeline rất là ok luôn. Và cùng với đó thì nó sẽ giúp cho mình gọi là uh, xem một cái file hay là tăng tốc độ tua của một cái file trong cái quá trình mình tiến hành hậu kỳ. Như bình thường đây chẳng hạn để mà chúng ta đi từng frame đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn phím trái, phím phải và chúng ta sẽ chỉ đi được từ từng frame một thôi, muốn nhanh thì phải như này. Thì mình chỉ cần làm gì? Mình chỉ cần xoay nhẹ cái này. Đấy mình có thể đi từng frame muốn nhanh thì mình chỉ cần tua rất là nhanh như thế này thôi là mình có thể đi đến điểm mình muốn rồi chỉ với con xoay này và con xoay này xoay rất là thích nhé xoay cực kỳ thích luôn đấy như các bạn để thấy xoay rất là thích và nó cũng giúp cho mình có thể tua nhanh hay xem nhanh cái video của mình chẳng hạn như các bạn hoàn thiện xong rồi các bạn muốn gọi là xem nhanh lại thì làm thế nào thì ở đây chẳng hạn đây thì mình sẽ về điểm đầu chẳng hạn như thế này đấy xong mình chỉ việc ấn phím gì đây mình chỉ việc ấn một cái phím ở trên đây và mình sẽ có phím sang phải là để tua nhanh từ Sony, một tốc hai tốc ba tốc, 3 tốc. <laughs> Đấy, các bạn chỉ việc ấm phím play là nó sẽ dừng lại tại điểm mình muốn tua trái tua phải tùy ý thoải mái và chúng ta có thể đến điểm đầu và điểm cuối của một cái clip rất đơn giản bằng việc giữ phím ở phía trên đấy, ấn một phát là về đầu ấn một phát là về cuối đỡ phải mất công kéo chuột từ điểm đầu này xong lại nhất về điểm cuối này Đấy, nó rất là mất thời gian chẳng hạn Đấy thì mình có thể sử dụng cái cụm phím bấm đấy để đến nhanh điểm cuối điểm đầu của video thì thực sự là nó giúp cho mình kiểm soát cái timeline này vô cùng lớn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp mình xử lý một số các cái gọi là tính năng khác như ở đây chẳng hạn là mình sẽ muốn gọi là cái tính năng gọi là gì à, chúng ta sẽ gọi là redo và undo tức là chúng ta trở lại cái động tác trước hoặc trở lại cái động tác sau chẳng hạn như chúng ta cắt nhầm chúng ta muốn quay lại thì chúng ta chỉ cần bấm hai phím nhỏ tròn này thôi đấy nó sẽ gọi là undo này và nó sẽ redo cái hoạt động của chúng ta rất là đơn giản và để có thể copy thì cũng chỉ việc ấn một cái nút to bôi ấn Ctrl C y hệt Ctrl C luôn bấm đây Ctrl V có thể copy paste rất là nhanh chóng tất cả đều chỉ trên một cái bộ điều khiển rất là nhỏ này thôi và chúng ta thể làm được rất 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 là nhiều thứ thì đấy là những cái mình cảm thấy nó hỗ trợ nhanh cho mình trong cái quá trình gọi là mình tiến hành gọi là editing vậy thì ở cái giao diện chỉnh màu thì thế nào thì các bạn sẽ chuyển qua giao diện chỉnh màu sau đấy thì mình sẽ kéo dịch cái này ra đây và mình bấm một cái phím bấm nhỏ nhỏ ở trên đây để chuyển đổi giữa các preset. Đấy ấn một cái nó sẽ chuyển đổi cho mình qua cái giao diện gọi là chỉnh màu. Thì cái giao diện chỉnh màu này thì nó cũng gán sẵn cho chúng ta những cái tính năng tùy chỉnh màu sắc mà chúng ta muốn. Như ở đây chẳng hạn mình có một cái shot như này chẳng hạn mình click vào mình muốn tăng cái bô xua của nó thì làm sao? Mình chỉ cần ấn xím sang trái. Đấy nó sẽ tự động chuyển luôn cái giao diện của chúng ta về với cái xua xong mình chỉ cần xoay này đấy nó rất là chuẩn nhá nó đến được từ từng frame một luôn từng cái nấc một một luôn đấy các bạn thể xoay nhẹ xoay nhanh tùy các bạn đấy rất là tiện trong quá trình chúng ta chỉnh màu hay là chúng ta muốn chỉnh nhiều thứ hơn như ở đây là mình muốn chỉnh cái gọi là uh, uh, white chẳng hạn hay black chẳng hạn thì mình chỉ việc bấm phím black thôi, thôi đấy nó hiển thị cái black cái xong mình chỉ việc gì lại xoay đấy mình lại chỉ cần xoay thôi đấy xoay như này đấy các bạn thể xoay cái là được hết đấy các bạn thể xoay rất là tiện dụng luôn trong quá trình chúng ta dùng ngoài ra nếu như chúng ta muốn chỉnh cái gọi là vibrant thì sao đây mình giữ cái phím bên này nhá ấn xuống đây đấy thì nó sẽ tự động chuyển giao diện luôn rất là nhanh chóng cho mình trong cái quá trình mà mình tiến hành cái công việc gọi là hậu kỳ cũng như chỉnh màu và các bạn thể gán thêm rất là nhiều nút vào đây hay thay đổi nút một cách đơn giản với cái trình điều khiển của Toolbox thì như vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái mẫu sản phẩm để giúp cho các bạn có thể tăng tốc cái quá trình hậu kỳ và biên tập video trên phần mềm Adobe Premiere Pro Cũng như nhiều phần mềm uh, biên tập và hậu kỳ video khác Cũng như phần mềm thiết kế Thì đối với một cái bộ điều khiển có cái giá thành của lớn hơn 5 triệu Thì mình nghĩ rằng nó là một cái giá rất là hợp lý Cũng như rất là tiện dụng Phục vụ cho chúng ta có thể mang đi mang lại này Cũng như dùng tốt với tất cả các điều hành Dùng cho cả laptop lẫn máy bàn đều ok Và nhỏ gọn đó là một điểm quan trọng nhất Thì uh, các bạn có thể chia sẻ cho mình những cái quan điểm những cái đánh giá của các bạn về cái sản phẩm này bằng cách comment ngay dưới video nhé. Và các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.